ngày 14 tháng 11 năm 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 để đánh giá những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch năm vừa qua. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đã điểm qua một số kết quả nổi bật của Đại học Quốc gia Hà Nội trên các lĩnh vực công tác. Theo đó, cơ cấu tổ chức đa ngành đa lĩnh vực tiếp tục được hoàn thiện với mô hình trường trực thuộc. Nhiều giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao đã được triển khai trong năm 2021. Đại diện các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Năm 2021 đã khép lại với nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng chịu nhiều tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt qua khó khăn, thích ứng nhanh với đại dịch, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên mọi lĩnh vực hoạt động. Năm 2022, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học liên ngành, liên đơn vị, hội nhập quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên triển khai giúp tạo ra các nguồn lực để phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội mong rằng trong năm mới, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục vững bước thực hiện trách nhiệm quốc gia để phát triển bền vững và đóng góp cho nền giáo dục và khoa học công nghệ của đất nước. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua đã được vinh danh và trao thưởng.